ta cùng nhau khám phá các chức năng làm nét còn lại. Các bạn chọn hình và bây giờ chúng ta vào filter. Bạn chọn phần sharpen và chọn smart sharpen. Chức năng này nó sẽ làm các đối tượng của chúng ta có độ sắc cạnh một cách thông minh, tức là vùng nào cần sắc thì sắc, vùng nào không cần sắc thì thôi. Ở đây nó sẽ tạo những vùng nào gần biên và những vùng nào mà cần độ sắc cạnh thì chúng ta tăng giảm sao cho hợp lý. Ở mao cường độ, nếu như chúng ta tăng lớn lên thì đối tượng chúng ta sẽ sắc cạnh hơn. Nếu như chúng ta chọn phần radius lớn là bán kính cường độ sắc cạnh, tôi tăng lớn tiếp thì đối tượng chúng ta trông rất là giả. Vì vậy đối tượng này chúng ta nên khống chế vừa phải. Ngoài ra các bạn có thể khử hạt, khử nhiễu ở những vùng chúng ta làm sắc cạnh, phần noise chúng ta tăng lên thì bề mặt sẽ được làm mềm hơn. Vì vậy đây là đối tượng làm mềm, làm sắc cạnh hết sức thông minh. Ở đây chúng ta có một vài tùy chọn, sử dụng Land Blur hay là Motion Blur dạng chuyển động. Tôi chọn mặc định Land Blur để lấy về chế độ sắc cạnh ban đầu. Ngoài ra chúng ta có thể tùy chỉnh thêm những phần preset custom ở đây, các bạn load lên hoặc là save lại nếu như chúng ta cần thiết dùng. Ở phần tiếp theo bấm vào đây, chúng ta có bảng hiển thị những chức năng mở rộng, shadow highlight, ví dụ fade amount, cường độ của bề mặt. Nếu như tôi tăng thì bề mặt sẽ bị tác động nhiều hơn. Total width, chiều rộng hay phần radius bán kính của cường độ mặt. Ở đây chúng ta có thể tùy chỉnh phần highlight, phần chói sáng và cũng tương tự chỉnh cái thông số này và radius nếu như chúng ta muốn tùy chỉnh nâng cao, còn không tôi đóng lại và ok, đồng ý với tùy chọn này. Ngoài chức năng Smart Sharper, chúng ta có phần Insert Mask, một công cụ khá mạnh mẽ trong việc chúng ta lấy lại đối tượng sắc cạnh. Tôi vào filter sharpen và Insert Mask. Đối tượng này thì công dụng khá là cao. Ở đây các bạn chỉ cần tùy chỉnh phần amount, nó không chia ra các diện bề mặt như đối tượng vừa rồi chúng ta thực hiện với Smart Sharper. Các bạn kéo này, càng kéo thì độ sắc cạnh càng cao. Và tương tự chúng ta có Radius. Nếu như chúng ta cùng nhau kéo lớn ở trường hợp này, chúng ta thấy rằng đối tượng của chúng ta không thật. Vì vậy thông số này tôi khuyên chúng ta nên dùng vừa phải thôi. Thì sort là ngưỡng chúng ta lấy lại chi tiết là bao nhiêu. Như tôi tăng hết cỡ thì chi tiết đã đang bị mờ, tôi tăng vừa phải. Và tăng radius, trong trường hợp này tôi tăng radius lớn thì tôi phải tăng đối tượng này cũng tương đối để chúng ta lấy lại chi tiết cho nó. Còn không, chúng ta sẽ tăng giảm hai thông số này vừa phải mà thôi. Cường độ chúng ta tăng ở đây. Sau khi đồng ý chúng ta sẽ ok và kết thúc phần lấy sắc nét ảnh tại đây.